Giọt Thương, tác giả Kha Nguyên, tập 14. Lời nói của Hải có rất nhiều thông tin, nôn nóng làm cho giọng Nguyên lạc đi khi hỏi. Anh có thể cho tôi biết anh Nghĩa bị bệnh gì mà phải nằm bệnh viện không? Hải nghe được sự lo lắng, sợ hãi trong giọng nói của Uyên. Anh ta nghĩ quan hệ của người phụ nữ này và Nghĩa không có đơn giản chỉ là hàng xóm láng giềng. Không hiểu sao anh ta không muốn nói dối người phụ nữ này, cũng không có muốn kéo dài làm cô thêm lo lắng. Ba vợ của tôi bị suy thận, anh Nghĩa hiến tặng thận cho ông ấy. Uyên thấy khó thở trước sự thật này. Anh Nghĩa không cho gia đình biết chuyện, chắc là có nguyên nhân đặc biệt. Tôi tự tiện lộ ra cái chuyện này, không biết có mang đến phiền phức cho anh ấy không. Lời an ủi của Hải không giảm được khó chịu trong lòng Uyên, giọng cô chua lét. Tôi chỉ là hàng xóm, không phải người thân của anh Nghĩa. Hải cảm thấy câu nói này nó sai ở đâu đó, nhưng nhất thời không biết sai chỗ nào. Bởi vì có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ở bệnh viện nên Hải không muốn dây dưa mất thời gian. Xe hơi nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu biệt thự Hồ Tây. Uyên ngồi ở hàng ghế sau với tâm trạng ngổn ngang, lo nghĩ và nghi ngờ. Tinh thần rối bời nên cô không quá chú tâm vào cuộc cãi vã nho nhỏ của Hải và Ánh Nguyệt. Hải hạ giọng mắng Ánh Nguyệt. Tại sao em lại ở nhà vào cái giờ này, hả? Nếu không phải bác sĩ gọi điện cho anh, thì chắc em cũng quên cuộc hội thảo về phác đồ điều trị bệnh, đúng không? Anh thì biết cái gì? Em thức cả đêm trông coi con bệnh ở trong bệnh viện, thì không ai nhắc một câu. Đến khi mới về nhà tắm rửa thay quần áo vài phút, thì anh làm loạn lên à. Anh có giỏi thì đừng có đi công tác, ở nhà mà chăm sóc con. Coi con cả đêm. Em nói dối mà không có chớp mắt ha. Anh đã tạt qua bệnh viện trước khi gọi điện cho em đó. Không phải có hộ lý chăm sóc con bé 24/24 rồi sao? Anh bớt càm ràm đi. Hiện tại em rất là đau đầu, không có muốn cãi nhau với anh. Hải còn muốn oán trách vài câu, liếc mắt nhìn Uyên qua kính chiếu hậu, liền hậm hực im lặng lái xe. Xe tới bệnh viện, Uyên đi theo vợ chồng Ánh Nguyệt đến phòng bệnh của Nghĩa. Phòng bệnh 6 người, Nghĩa nằm ở giường bệnh trong cùng, cơ thể cao to cùng với làn da màu mật. Dù anh có khoác trên người quần áo bệnh nhân cũng không có lộ ra cái vẻ yếu ớt của một người vừa làm phẫu thuật cắt một quả thận. Ánh mắt Uyên dừng ở một vùng bụng của Nghĩa. Hải niềm nở bắt tay Nghĩa hỏi thăm tình huống sức khỏe của anh. Đến lúc này, Uyên mới biết Hải đi công tác ở nước ngoài khi ba vợ làm phẫu thuật ghép thận. Đây là lần đầu tiên Hải gặp Nghĩa. Thái độ của chồng mới và chồng cũ gặp nhau rất bình tĩnh, không có gì oán ghét ngờ vực như tưởng tượng của Uyên. Cô suy đoán Hải không biết bản thân bị cắm sừng. Suy nghĩ này làm ánh mắt cô nhìn Nghĩa càng thêm thâm trầm, nhìn Ánh Nguyệt càng thêm sâu xa, nhìn Hải càng thêm thương hại. Từ khi Uyên xuất hiện, Nghĩa chưa từng rời khỏi gương mặt của cô. Anh nuốt khan, cảm thấy đôi mắt huyền tĩnh lặng của Uyên thật đáng sợ. Bởi vì vợ chồng của Hải có việc nên trò chuyện đôi ba câu rồi nhanh chóng rời đi. Uyên chú ý thái độ của Nghĩa dành cho Ánh Nguyệt. Không có ghen tuông khi cô ta thân mật với Hải. Không có lưu luyến khi cô ta lạnh lùng rời đi như tưởng tượng của cô. Từ khi Uyên chứng kiến bà Quy làm Thảo bị thương ở trán, đến khi tìm đến tận nhà bà Hồng Ánh để lấy tin tức về Nghĩa, cho tới hiện tại chỉ còn hai người mặt đối mặt, thời gian mới trôi qua chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại là giờ ăn cơm tối, bệnh nhân cùng phòng được người nhà chăm sóc đút cơm, hộ lý chăm sóc Nghĩa đặt cái hộp cháo trên nóc tủ đầu giường rồi lịch sự rời đi. Nguyên nhìn lướt qua hộp cháo lãnh đạm. Đây là cháo mua ở căng tin. Nghĩa sửng sốt cả 10 phút mới hiểu ý của Uyên. Anh lúng túng giải thích. Anh Nguyệt có chuẩn bị cháo nấu từ nhà mang vào bệnh viện, nhưng tôi thấy quá phiền phức nên từ chối.
thức ăn ở căng tin bệnh viện không có khó ăn đâu. Còn bên nhau nữa ha? Nghĩa liếm đôi môi khô khốc, hơi dịch người trên giường về phía của Uyên, động tác vội vàng khiến vết mổ bị động chạm, mặt anh vô thức nhăn lại. Cô lừ mắt đè người anh lại. Làm cái gì vậy? Không phải bác mới mổ hay sao? Coi chừng động đến vết mổ. Nghĩa cười khờ khi tay Uyên ấn vào vai và đùi anh. Anh nắm cổ tay cô, trung thực đáp. Muốn nắm tay bà chủ. Lời mắng chửi nghẹn lại ở cổ. Cô mím môi, giật lại tay nhưng không thành công. Từng tiếng nói ra bị nghiến qua hàm răng. Em không có nhân duyên nói dối như cụi, buông tay. Nghĩa ủ tay của Uyên bằng hai tay mình, mân mê từng ngón tay của cô. Những vết chai vì vất vả mưu sinh của Uyên luôn làm cho Nghĩa thấy gần gũi. Uyên vừa tức vừa thẹn khi bị anh nắm tay. Cô vụng trộm nhìn quanh phòng, thầm thở phào vì không có ai chú ý đến hành động thân mật của hai người. Bàn tay lạnh lẽo của Uyên nhanh chóng ấm dần lên trong sự âu yếm. Lo lắng, tức giận, ghét bỏ, sợ hãi, mọi cảm xúc của cô dần dần lắng động theo sự trầm mặc giữa hai người. Cô vẫn nghĩ việc đầu tiên phải làm khi nhìn thấy Nghĩa là đấm cho anh một cú. Dám để cho cô lo lắng, dám ném bỏ gia đình không có chăm sóc. Tội này chỉ có đánh mới hả giận. Tiếc là bộ quần áo bệnh nhân bạc màu trên người của anh đã cứu anh khỏi trận bạo lực gia đình. Trên xe hơi, Uyên đã sắp xếp hết rất nhiều câu hỏi để chất vấn. Cô tự biết bản thân là người có quan niệm sống cổ hủ, rất bảo thủ trong tình cảm, là người khó rung động. Mà một khi rung động sẽ rất chung tình. Một lần vấp ngã khiến cô thêm yêu chính con người của mình. Vậy nên cô sẽ không có để bản thân ấm ức và cam chịu. Nếu Nghĩa phản bội tình cảm của cô sẽ dứt khoát cắt đứt. Chỉ là có quá nhiều nghi vấn về việc Nghĩa thay lòng đổi dạ. Cô muốn biết sự thật. Uyên đặt câu hỏi cũng là tự cho quan hệ của hai người thêm một cơ hội. Anh thật sự cho một quả thận rồi à? Ừ. Nghĩa gãi vào lòng bàn tay của Uyên thành khẩn nói. Dù còn một quả thận cũng không có ảnh hưởng chuyện chăn gối. Cái tiếng đánh vào tay của Nghĩa vang lên, vang dội khiến người trong phòng bệnh đồng loạt quay đầu nhìn về phía Uyên. Uyên ngồi thẳng lưng trên cái ghế nhựa, kiên trì không quay đầu đối diện với các ánh mắt tò mò xung quanh. Mặt cô đanh lại, lời nói nghiến qua hàm răng sắc bén, âm lượng đủ hai người nghe. Bây giờ là lúc để nói cái chuyện này hay sao? Chuyện chăn gối hòa hợp là việc quan trọng của hạnh phúc gia đình. Tôi sợ bà chủ chê tôi. Bà chủ không có học y nên sẽ giống nhiều người hiểu sai về việc hiến tặng thận. Thận của tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Bà chủ không cần lo tôi quỵt nợ 1 triệu kia. Uyên tức giận đứng bật dậy. Nghĩa nhanh nhẹn nhào tới ôm lấy eo cô. Động tác của hai người quá lớn làm cái ghế nhựa xê dịch mài trên sàn nhà. Hơn 10 ánh mắt đâm vào lưng Uyên. Cô nuốt giận, đỡ Nghĩa ngồi nghiêm chỉnh trên giường, nghiến răng nghiến lợi từng tiếng vào tai của anh. Bác thử nói bậy thêm 1 lần nữa coi. Nghĩa nghiêng đầu, cọ môi anh từ sừng mặt cô đi tới đôi môi mềm mại. Mặt Uyên đỏ như gấc, vội vã tách ra khỏi anh, ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế nhựa. Hai người nhìn nhau chằm chằm, một người vô tội, một người tức giận. Cuối cùng, Uyên đầu hàng, cô mệt mỏi hỏi. Bác phải nằm bệnh viện tới bao giờ? 5 hôm nữa. Bao lâu thì bác có thể sinh hoạt lại bình thường? Từ 4 đến 6 tuần, bác sĩ nói sức khỏe của tôi tốt, chắc sẽ hồi phục sớm thôi. Cho em coi cái vết mổ. Nghĩa vén áo bệnh nhân lên, kẻ kéo cái băng gạc lộ ra 2 vết mổ, một vết khâu ngay sát dưới rốn ngắn khoảng 2 cm, vết khâu thứ 2 ở dưới rốn chết về bên bụng trái dài khoảng 15 cm. Mổ nội soi nên vết mổ không có dài. Đợi vết mổ hết sưng tấy thì còn ngắn nữa.
Uyên đau lòng di chuyển tay theo vết mổ, đầu ngón tay cách vết mổ khoảng 5 cm, giọng cô đầy khó chịu. Bị rạch bụng dài như thế này, bác còn khoe cái vết mổ ngắn hả? Mổ thận hở có thể dài từ 18 đến 20 cm đó. Nghĩa cười với Uyên. Bao nhiêu đau lòng xót xa khi thấy vết mổ trong bụng của Nghĩa bể thành từng mảnh. Uyên ngồi thẳng người, sắc mặt hết xanh lại trắng, lời mắng chửi không có cách nào thoát ra. Cô thở dài phiền muộn. Em nghe vợ chồng Ánh Nguyệt nói mẹ cô ấy quỳ xuống xin bác hiến thận cho ba của cổ, là thật hả? Nghĩa kéo áo xuống muốn cầm tay Uyên nhưng bị cô né tránh. Anh muốn giả bộ vết thương bị động vì động tác cố nắm tay cô để thu lấy sự thương hại, tiếc là không thành công. Uyên lạnh nhạt nhìn anh, đợi câu trả lời. Nghĩa gật đầu khẳng định. Ba mẹ Ánh Nguyệt cũng là ba mẹ của tôi. Kể cả mẹ không có quỳ xuống cầu xin, thì tôi cũng sẽ hiến thận cho ba. Uyên nghĩ đến tình huống của bản thân với gia đình chồng cũ, rồi lại nghĩ đến tình cảm của Nghĩa với gia đình vợ cũ. Cô biết có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, vài người vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình vợ cũ hoặc chồng cũ. Chỉ là chuyện này tồn tại ở Nghĩa khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Cô không hối hận khi bản thân bôn ba tìm Nghĩa, nhưng cô sẽ không có để bản thân khờ khạo tiếp tục dính đến người đàn ông này. Có thể hiện tại cô chưa có quên được anh, chưa xóa bỏ cái đoạn tình cảm ngắn ngủn này, thì tương lai cô sẽ ép bản thân chỉ coi anh là hàng xóm. Quyết tâm vừa được hạ xuống trong lòng của Uyên thì bị lời nói tiếp theo của Nghĩa làm cô sửng sốt. Việc hiến thận này là liên hệ cuối cùng của tôi với gia đình Ánh Nguyệt. Sau này tôi sẽ không có liên lạc với gia đình em ấy nữa. Uyên muốn nói Nghĩa cắm sừng chồng Ánh Nguyệt, nhưng lời đến bên miệng lại thay đổi nhã nhặn hơn. Không phải bác và Ánh Nguyệt nói lại tình xưa à? Bà chủ nói lung tung cái gì vậy? Ánh Nguyệt đã lập gia đình, tôi cũng có bà chủ, nói lại tình xưa gì ở đây chứ? Nghĩa ngơ ngác nhìn Uyên đầy khó hiểu. Uyên sửng sốt nhìn Nghĩa, giơ tay ra hiệu. Đợi một chút, bác cho em 5 giây suy nghĩ. Nghĩa đè ngón tay vào ấn đường của Uyên. Anh không thích cái bộ dạng cau mày suy nghĩ của cô. Anh thích gương mặt xinh đẹp, trước mắt luôn nở một nụ cười vui vẻ hơn. Bây giờ em hỏi cái gì thì bác trả lời cái đấy đó. Nghĩa xoay tay nắm ngược lại cổ tay Uyên rồi gật đầu. Xa cô quá lâu, anh muốn được chạm nhụm người cô. Da thịt ấm áp khiến anh thấy hạnh phúc. Bác có cắm sừng người đàn ông tên Hải kia không? Nghĩa kinh sợ trước câu hỏi của Uyên, đôi mắt xếch trừng lên dữ dằn, giọng nói không có vui. Dĩ nhiên là không rồi, tôi là của bà chủ. Uyên coi như không nghe thấy câu nói thứ hai, tiếp tục hỏi. Nếu bác không có cắm sừng chồng của Ánh Nguyệt, thì tại sao cô ta xảy ra là ôm hôn bác? Đó là thói quen từ nhỏ của Ánh Nguyệt. Nghĩa gãi đầu lúng túng. Ôm hôn đó không phải là tình yêu nam nữ, chúng tôi là anh em. Anh lừa con nít hả? Mẹ ruột của con gái mà đòi làm anh em. Uyên khịt mũi coi thường, tiếp tục hỏi. Bác yêu Ánh Nguyệt suốt 18 năm thật à? Tay Uyên chợt bị anh bóp mạnh, giọng Nghĩa hồi hộp và lo lắng. Tôi không có nói dối em. Em nghe xong cái chuyện cũ của tôi và Ánh Nguyệt cũng đừng ghét bỏ tôi nghe. Nhận được cái gật đầu của Uyên, anh chậm rãi kể. Tôi hơn Ánh Nguyệt 12 tuổi. Tôi nhìn em ấy từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Tôi không có bạn bè khác giới. Ánh Nguyệt là người khác phái, nhỏ tuổi, duy nhất bên cạnh tôi. Tôi chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm để phân biệt sự khác nhau giữa yêu thích của anh trai dành cho em gái và tình yêu nam nữ. Có thể tôi ngộ nhận bản thân thích thành yêu, hoặc cũng có thể là tôi từng yêu thầm em ấy từ nhỏ tới lớn. Năm Ánh Nguyệt 16 tuổi, em ấy phát hiện ra tình cảm đơn phương của tôi.
Cổ cảm thấy ghê tởm vì bị một người hơn 12 tuổi yêu thầm, cảm thấy sốc vì bị người luôn là anh trai có tình cảm nam nữ với bản thân, nên cổ sỉ nhục tôi bằng vài lời không có tốt đẹp cho lắm. Tình cảm dành cho Ánh Nguyệt cũng theo đó biến mất. Khoan đã, bác nói tình yêu đơn phương của bác dành cho Ánh Nguyệt dừng lại khi cô ta 16 tuổi. Nghĩa gật đầu. Bác hơn cô ta 12 tuổi, Thảo năm nay 8 tuổi. Suy ra cô ta có thai ở tuổi 18 à? Nghĩa khẽ ừ. Ánh Nguyệt không có yêu bác. Bác hết yêu cô ta khi cô ta 16 tuổi. Vậy cô ta làm cách nào có thai với bác ở tuổi 18 vậy? Nghĩa chần chừ vài giây, cuối cùng thành thật trả lời. Anh không muốn nói dối cô. Ánh Nguyệt yêu phải cái tên Sở Khanh, bị gã quất ngựa truy phong. Nghĩa nắm chặt tay Uyên, giọng nói khẽ run. Thảo là con của Ánh Nguyệt và người khác. Sự thật làm cho Uyên chấn động. Cô nhìn Nghĩa chằm chằm, vẫn là đôi mắt sét hung ác, vẫn là gương mặt đẹp trai khờ khạo, vẫn là người đàn ông đã ôm cô rất nhiều đêm trong phòng trọ nhỏ. Tại sao? Tại sao lời nói của anh lại nằm ngoài sức tưởng tượng như thế này chứ? Cô nghe thấy giọng của mình lắp bắp, mãi mới thành câu hỏi trọn vẹn. Ánh Nguyệt không phải là vợ cũ của bác à? Không phải. Uyên sửng sốt. Nếu Ánh Nguyệt không phải là vợ cũ của Nghĩa, vậy thì những gì cô nghĩ về mối quan hệ tình cũ không rủ cũng tới này của Nghĩa và Ánh Nguyệt đều là hiểu lầm mà. Cô hỏi tiếp. Sau 2 năm hết yêu Ánh Nguyệt, bác nhận nuôi con của cô ta là vì nguyên nhân gì? Vì đứa trẻ là con ruột của người mà bác không có thể quên à? Không phải. Sau khi biết Ánh Nguyệt ghê tởm tình cảm của tôi đã rời xa em ấy, không gặp lại. Tình cảm đơn phương cũng kết thúc ngay từ ngày đó. Tôi nhận nuôi Thảo là vì mẹ tôi. Ừ, cũng vì mẹ của Ánh Nguyệt. Chắc em cũng biết bà tên Hồng Ánh đúng không? Đến lượt Uyên miễn cưỡng gật đầu. Thời điểm Ánh Nguyệt phát hiện bản thân có thai, đứa bé đã được 5 tháng. Nếu cưỡng ép phá thai sẽ ảnh hưởng sức khỏe, tương lai không có thể có thai. Ánh Nguyệt hận cha ruột của Thảo, nên sau khi sinh con, em ấy bỏ đứa bé vào trại mồ côi, là mẹ cầu xin tôi nhận nuôi đứa trẻ, không để nó làm con nuôi của một gia đình xa lạ. Bác có còn nói bác hết yêu cô ta, không yêu được mẹ nên bác nuôi con gái giúp người trong lòng đó thôi. Uyên giật mạnh tay về, mặt đỏ bừng vì tức giận. Ngày xưa, mẹ Ánh Nguyệt cầu xin bác nuôi cháu ngoại. Bác nghe lời răm rắp. Bây giờ mẹ cô ta muốn bác cho a ruột của cô ta quả thận. Bác lập tức cho. Có phải về sau gia đình đó kêu bác chết đi, bác cũng lao đầu vào xe hơi không? Hả? Nghĩa trầm mặc không trả lời. Uyên hiểu lầm sự im lặng của anh chính là đồng ý. Cô mím chặt môi, mũi cay xè, mắt cô nhòe đi vì tức giận và khổ sở. Chính tai cô nghe Nghĩa nặng tình với gia đình của Ánh Nguyệt khiến tim cô thắt lại đau đớn. Nhà Ánh Nguyệt giàu có như vậy, làm gì có chuyện không có tìm được người hiến thận chứ? Sao cứ phải là bác? Cách đây 15 năm, ba của tôi từng ghép thận một lần. Lần ghép thận thứ hai cần sự tương thích của thận hiến tặng cao hơn. Thận của tôi trùng hợp với ba. Tại sao Ánh Nguyệt không hiến một quả thận cho ba của ta? Con ruột càng thích hợp hơn chứ. Con ruột còn trốn tránh, còn không có báo hiếu. Người ngoài như bác lo cái chuyện bao đồng làm cái gì? Nụ cười của Nghĩa mang theo cưng chiều khi giải thích. Tôi nhận nuôi Thảo vì không muốn mẹ đau buồn khi phải ném bỏ đứa cháu ngoại đáng thương. Tôi tặng thận cho ba vì đây là chuyện của con cái nên làm với ba mẹ. Giọt nước mắt lăn xuống mặt Uyên. Cô muốn đứng dậy rời đi, không muốn ngồi đây như con ngốc.
nhẫn nhịn nghe những lời yêu thương trân trọng của anh dành cho người nhà của Ánh Nguyệt. Rõ ràng, anh không phải chồng cũ của Ánh Nguyệt, vậy mà mở miệng, khép miệng, đều gọi ba mẹ thân thiết. Sự khó chịu của Uyên bị lời nói tiếp theo của Nghĩa đánh cho choáng váng. Tôi là trẻ mồ côi. Ba mẹ của Ánh Nguyệt nhận nuôi khi tôi lên 2. Nếu không có ba mẹ, thì đã không có tôi bây giờ. Bác đang đùa giỡn với em, đúng không? Tôi không có nói dối em. Bộ não của Uyên chết máy. Cô nhìn Nghĩa chuyên chú, cố tìm tội cái nét dối trá trên mặt của anh. Kết quả chỉ thu được ánh mắt ngay thẳng. Lý trí đứt đoạn, chậm rãi sâu chuỗi mọi sự kiện. Uyên nghe được giọng nói của bản thân lạnh lẽo như máy móc. Bác nuôi Thảo và Hiến Thận đều là vì trả ơn ba mẹ nuôi, chứ không phải vì yêu Ánh Nguyệt, phải không? Đúng. Tôi không còn tình cảm với Ánh Nguyệt kể từ em ấy 16 tuổi. Quan hệ của tôi và Ánh Nguyệt là anh trai, em gái. Quá khứ không có tình yêu. Hiện tại không phải tình cũ. Tương lai càng không có quan hệ. Bác biết về quá khứ một đời chồng của em. Vậy thì tại sao phải che giấu quá khứ bác với em? Bác sợ em chê bác là trẻ mồ côi à? Hay bác nghĩ em sẽ ghen tuông với chuyện bác từng yêu thích em gái nuôi suốt 16 năm trời? Hay gì, bác không có muốn cùng em đi tiếp? Nghĩa nắm chặt tay Uyên, gầm lớn. Không phải! Âm lượng tiếng quát khá cao, làm bệnh nhân trong phòng bệnh cùng quay đầu nhìn Nghĩa. Trong ánh mắt anh, chỉ có gương mặt của Uyên, không chút ảnh hưởng bởi mọi ánh mắt tò mò. Anh chột dạ. Tôi sợ em biết chuyện sẽ ngăn cản tôi hiến Thận. Bác nghĩ em sẽ ngăn cản bác tặng Thận cho ba nuôi của bác à? Uyên không có phủ nhận khi cô nói hai tiếng ba nuôi đã nghiến răng đâu đó. Tôi biết em sẽ cản. Vì em thương tôi nên em sẽ không có muốn tôi làm cái chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác lấy đâu ra tự tin này đó? Nghĩa chỉ cười, không trả lời. Giọng cô nhẹ nhàng, cơ thể lân lân, lời nói bóp chát cũng chỉ để che giấu cái sự kích động sung sướng ở bên trong. Có thể người khác ở trong trường hợp của cô sẽ thấy mọi thứ đang diễn ra thật là nực cười. Sự thật đang giễu cợt cô. Sẽ thấy tiếc nuối thời gian ghen tuông, oán hận, Nghĩa phản bội. Sẽ tiếc rẻ những hạt nước mắt đã rớt vì anh. Uyên không phải người như vậy. Cô đặt sức khỏe của anh lên trên hết. Cô dễ dàng tin tưởng, dễ dãi tha thứ mọi lỗi lầm. Cô thương người đàn ông này đến thấp hèn vậy đó. Ánh mắt cưng chiều, thâm tình của anh làm cho cô khịt mũi lảng tránh. Cô cố tình nhắc đến việc làm bản thân vẫn luôn không vui. Bác không cặp bồ với Ánh Nguyệt, không có nối lại tình xưa. Vậy thì tại sao bác lại sợ cô ta như vậy? Cô ta nói cái gì, bác cũng không có dám phản bác. Tôi không có sợ Ánh Nguyệt. Tôi chỉ không có muốn em ấy tiếp xúc với em và Thảo để rồi lỡ miệng nói ra sự thật. Bé Thảo không cần phải biết xuất thân của mình. Không cần rõ ràng cái chuyện nó bị ba mẹ ruột ném bỏ ngay từ khi sinh ra. Con bé xứng đáng những cái điều tốt đẹp hơn. Mà con bé chỉ cần biết tôi là ba của nó. Sắp tới, nó sẽ có thêm mẹ là em. Những cái thứ xấu xí của người lớn, một đứa trẻ chịu nhiều khổ như Thảo, không cần phải biết. Nghĩa kéo mở ngăn tủ đầu giường, đưa một tờ giấy A4 xếp đôi cho Uyên. Anh nói, tôi và Ánh Nguyệt đã ký giấy cam kết. Tôi hiến Thận cho ba nuôi, đổi lại Ánh Nguyệt không có nói ra sự thật với Thảo. Sau khi tôi xuất viện, tôi sẽ cắt đứt liên lạc với ba mẹ nuôi, không để gia đình bên đó có cơ hội tiếp xúc với Thảo. Uyên đọc bản cam kết trên tay đến 3 lần. Tâm trạng của cô giống như đi tàu lượn siêu tốc, lên tận cao rồi tụt xuống dốc, vui buồn đan xen, ấm ức trộn lẫn tức tối. Cô lườm Nghĩa hầm hừ. Cô ta ôm hung
bác vẫn vui vẻ đón nhận đó thôi. Em không có tin bác cắt đứt liên hệ đâu. Không thể nào. Không thể nào đâu. Tôi luôn đẩy Ánh Nguyệt ra mỗi khi em ấy ôm hôn tôi đó. Chính mắt em nhìn thấy cô ta hôn bác ở quán cà phê nơi bác làm việc. Nhưng tôi đẩy em ấy ra ngay mà. Nghĩa cuốn lên liến thoáng. Tại tôi chăm sóc em ấy từ nhỏ, thay tả tắm rửa, ẩm bồng, đút cho ăn. Ánh Nguyệt có thói quen hung mặt ba mẹ và anh trai mỗi khi vui vẻ. Nụ hôn đó không phải tình yêu. Ánh Nguyệt chưa từng yêu tôi. Tình cảm của tôi cũng ngừng lại và kết thúc khi tôi 29 tuổi. Từ đó trở đi, tôi coi Ánh Nguyệt là em gái, không phải đối tượng yêu đương. Nghĩa càng giải thích càng rối loạn. Anh biết cái hành động lén lút hiến thận, việc bản thân biến mất không có tin tức, việc để cho Uyên hiểu lầm rồi nổi giận chia tay. Mọi thứ đã tổn thương cô sâu sắc. Lòng hoài nghi trong Uyên sẽ vĩnh viễn không bị xóa bỏ. Nếu anh nói rõ ràng để giải thích khúc mắc, không giải tỏa hiểu lầm ngay trong hôm nay, càng để lâu, người con gái anh thương sẽ càng đau lòng. Anh hít vào thở ra, sắp xếp lại mọi thứ theo trình tự dễ hiểu. Năm tôi 12 tuổi là Ánh Ngọc ra đời. 18 tuổi tôi đi nghĩa vụ quân sự. 20 tuổi ra quân. Tôi chuyển ra khỏi nhà và làm công nhân trong xưởng gỗ của ba mẹ nuôi. Xưởng gỗ có nhà tập thể cho công nhân. Tôi sống ở đó và mỗi tháng về thăm ba mẹ nuôi một lần. Năm tôi 29 tuổi, Ánh Nguyệt phát hiện tình cảm loạn luân sai trái của tôi. Tôi nghỉ việc và chuyển ra khỏi xưởng gỗ. Năm tôi 31 tuổi, Ánh Nguyệt sinh Thảo. Tôi nhận nuôi cô bé từ trại trẻ mồ côi. Tôi ngồi tù khi 32 tuổi, tôi không hề liên lạc với Ánh Nguyệt trong suốt 7 năm thụ án. Gặp lại em ấy là tình cờ, giữ liên hệ là vì bệnh tình của ba nuôi. Ba mẹ của Ánh Nguyệt là ba mẹ nuôi của bác. Vậy ông Phước thì sao? Bác tìm lại được ba ruột à? Ba Phước là công nhân ở trong xưởng gỗ. Ông bị cụt tay là vì cứu tôi khỏi cái máy cắt ra trong xưởng. Tôi nhận ông làm ba nuôi. Tôi vẫn luôn sống với ông sau khi nghỉ việc trong xưởng gỗ. Nếu không có ông, thì không có Thảo bây giờ. Là ông thay tôi chăm sóc con bé khi tôi chịu án tù. Bác ngồi tù vì lý do gì? Uyên biết Nghĩa ngồi tù về tội giết người. Nhưng những điều biết về anh trong hôm nay, cô sợ nguyên nhân ngồi tù không có đơn giản. Sau khi nhận nuôi Thảo được một năm, tôi giữ lời mang con bé cách thật xa nhà của ba mẹ nuôi. Một lần tôi tình cờ gặp Ánh Nguyệt, em ấy tìm được ba ruột của Thảo nên dùng dao đâm anh ta. Tôi can ngăn và lỡ tay làm anh ta bị thương. Vết thương quá nặng khiến anh ta... Tôi bị phán 7 năm tù về tội ngộ sát. Uyên câm nín trước sự thật. Một suy đoán lé ra trong đầu. Cô hỏi thành lời. Em nhớ bác nói cái chân thọt là tai nạn xảy ra vào 7 năm trước. Đừng có nói bác bị hư cái chân là vì vụ án ngộ sát này đó nghe. Thời điểm tôi cản cái dao chém tới, chân đã bị chém. Phạm nhân giết người, dù là ngộ sát, cũng không thể có điều kiện chữa trị tốt. Bác nuôi cháu ngoại cho ba mẹ nuôi, chắn con dao cho em gái nuôi. Vậy lúc đó gia đình ba mẹ nuôi của bác ở đâu? Ngay cái chạy án tù chữa trị cái chân bị thương của bác cũng không có làm sao? Nghĩa cười, ái ngại. Nụ cười của anh làm cho Uyên cáu điên. Cô gác gỏng. Kiếp trước, bác đào mồ mả tổ tiên nhà Ánh Nguyệt. Hay sao? Mà kiếp này phải dùng cả đời trả nợ cho cô ta vậy? Bà chủ à, đừng có nói vậy. Nghĩa nhích người dần ra mép giường. Giọng nam trầm hạ thấp xuống. Nghe khàn khàn, nó gợi cảm. Anh cẩn thận hôn vào môi cô, nghiêm túc và trung thực nói. Công sinh không có bằng công dưỡng. Phận làm con báo hiếu với ba mẹ là chuyện nên làm mà. Uyên để cho mặt Nghĩa hôn trộm cô liên tiếp 4 năm cái. Tâm trí cô rối bời, quên cả e thẹn khi bị anh thân mật trước mặt người ngoài. Cô cảm thấy mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Cuộc đời Nghĩa như một bộ phim. Thật khó tưởng tượng những người không có máu mủ lại yêu thương nhau hơn cả ruột thịt. Người chung huyết thống lại dễ dàng ném bỏ nhau như ném một cái túi rác. Ba mẹ Ánh Nguyệt nhận Nghĩa làm con nuôi, cho anh ăn học, cho anh công việc đàng hoàng. Anh báo hiếu bằng sự kính trọng, bằng một quả thận, bằng việc nuôi đứa cháu ngoại bị họ ném bỏ, bằng việc cả đời coi họ là ba mẹ, dù họ không có sự công bằng giữa con nuôi và con ruột. Dù tâm của họ không có lương thiện khi ném bỏ đi ruột thịt của mình. Một gia đình từng nhận người dân làm con nuôi lại nhẫn tâm ném ruột thịt đi như người xa lạ. Điều này đủ hiểu khi ba mẹ Ánh Nguyệt sinh ra Ánh Nguyệt, họ dồn tình yêu vào đứa con gái này mù quáng, ngu xuẩn, thiên vị và tàn nhẫn đến mức nào. Ông Phước cứu Nghĩa, nuôi đứa cháu không chung huyết thống. Nghĩa và Thảo báo đáp bằng việc hiếu thuận, chăm nom khi ông bệnh tật. Ánh Nguyệt là mẹ ruột của Thảo, lại ném bỏ cô bé từ khi còn đỏ hỏn. Cô ta lấy chồng mới, sống cuộc sống giàu sang hạnh phúc, không có chút bận tâm đến đứa con gái ruột. Nó phải lang thang kiếm sống ở đầu đường, xó chợ. Uyên nhìn Nghĩa đầy trân trọng. Người đàn ông sống tình cảm này, chính vì anh có hiếu nên ông trời thương đưa một đứa con hiếu thảo đến làm con của anh. Cô quay đi, tránh nụ hôn hạ xuống mắt mình. Nghĩa liếm môi, cảm nhận rõ cái vị mặn của nước mắt. Anh cầm tay cô cầu xin. Đừng có khóc. Giấu giếm em là tôi sai. Em muốn chửi, muốn đánh thế nào tôi đều chịu. Chỉ xin em đừng có khóc. Em đâu có khóc đâu. Tôi đảm bảo sẽ cắt đứt liên lạc với ba mẹ nuôi ngay sau khi xuất viện. Tôi nói được làm được. Cầu xin em cho tôi cơ hội thực hiện lời thề. Uyên hít hít mũi, không trả lời. Cô hiểu quyết định của Nghĩa phần lớn vì muốn Thảo cả đời không biết thân phận của cô bé. Và cô cũng hiểu, trong tương lai, khi ba mẹ Nghĩa xảy ra chuyện, ốm đau bệnh tật hoặc gặp sự cố nào đó, anh sẽ dẫn lao đến nhà họ, dùng đôi vai rộng và hai bàn tay chai sần vì mưa nắng để hỗ trợ đỡ đần gánh vác. Bởi vì đó là ba mẹ của anh. Con cái không có quyền lựa chọn ba mẹ, nhưng con cái có quyền chọn sống có hiếu hay sống bất hiếu. Nghĩa lau nước mắt cho Uyên, càng lau nước mắt của cô càng rơi nhiều. Cô bất ngờ vỗ mạnh vào mu bàn tay anh và chất vấn. Còn một chuyện nữa. Tại sao bác khóa máy hả? Bác có biết Thảo gọi điện nhắn tin cho bác bao nhiêu lần hay không? Con bé mới có 8 tuổi đó. Bác mở miệng là nói làm mọi thứ vì con bé. Vậy mà nhẫn tâm ném một đứa bé 8 tuổi ở nhà với một người đàn ông. Cô cố trừng to mắt để tăng hiệu ứng đe dọa. Đáng tiếc, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, cánh mũi đỏ ửng phập phồng, gương mặt phụng phịu như con mèo bị nhúng nước đó. Trong mắt của Nghĩa, chỉ có càng đáng yêu thôi. Anh thật thà khai báo. Không phải... Tôi tắt máy đâu. Tôi làm rớt cái điện thoại khi đang nhắn tin cho em. Điện thoại bị hư rồi. Nghĩa lôi cái điện thoại có màn hình bể, cái hình mạng nhện từ ngăn tủ ra cho Uyên coi. Cô mệt mỏi. Lần sau đừng có tiếc tiền mua điện thoại cũ nữa. Chịu không có nổi một cái rơi đâu. Được, nghe theo bà chủ hết. Quán bún chả không có tuyển thêm nhân viên. Bác bớt thấy sang bác Hoàng làm họ đi. Em là bà chủ của tôi, bà chủ cả đời. Uyên lạnh nhạt nhìn Nghĩa, không hưởng ứng lời nói lấy lòng. Nghĩa kéo tay Uyên, nhưng bị cô né tránh, sắc mặt cô lạnh dần, giọng nói lãnh đạm xa cách. Có phải bác hiểu lầm gì không? Chúng ta đã chấm dứt, không còn quan hệ gì hết. Em đến bệnh viện tìm bác là do cháu Thảo nhờ vả, con bé lo lắng vì không có liên lạc được với bác. Uyên rút cái điện thoại của mình, đặt mạnh xuống giường. Bác gọi điện thông báo bình an cho Thảo đi. Nghĩa nhìn cái điện thoại rồi nhìn Uyên dò hỏi. Bà chủ đang giận hả? Bác Thiếu bị đòn đúng không?
thiếu thành thật, giấu giếm, cắt đứt liên lạc, làm cho bà chủ ghen tuông, khiến bà chủ khóc là tôi có lỗi với bà chủ. Mong bà chủ chỉ điểm, tôi phải làm gì mới được tha thứ. Chuông điện thoại ở cuối giường vang lên, cắt ngang lời nài nỉ của Nghĩa. Là một cái điện thoại thông minh hàng hiệu mới cứng, Uyên nghi hoặc đưa Nghĩa nghe máy. Nghĩa nói vài câu rồi tắt kết nối. Anh nói, là điện thoại của chú Hải để quên. Uyên nghĩ vợ chồng Ánh Nguyệt sắp sửa quay lại, cô vội vàng đứng lên. Cổ tay của cô bị giữ chặt, Nghĩa hỏi, bà chủ đi đâu? Đi phòng vệ sinh. Cô không muốn bộ dạng mình nhếch nhác khi đối diện với cô em gái nuôi khó ưa của Nghĩa. Thời điểm Ánh Nguyệt sinh Thảo mới có 18 tuổi, vẫn chỉ là một cô bé chưa trưởng thành. Uyên sẽ không phán xét hành vi ném bỏ con của cô ta, nhưng cô vẫn không có ý định kết thân với cô em gái nuôi Thảo Mai này. Cô ta và Nghĩa không phải vợ cũ, chưa từng yêu nhau. Cô ta đã có chồng con, nhưng vẫn động tay động chân với đàn ông khác. Kể cả đó có là anh trai nuôi thì cũng rất đáng chê trách. Hành vi và nhân phẩm của Ánh Nguyệt không có xứng để tôn trọng, không đáng để kết bạn. Uyên hất đầu về cái điện thoại đặt cạnh chân Nghĩa ra lệnh. Gọi cho Thảo đi, con bé luôn đợi điện thoại của bác đó. Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi cô quay lại, vẫn thấy Nghĩa cười nói với Thảo qua điện thoại. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Cô cần thời gian tiêu hóa sự thật xung quanh Nghĩa. Bệnh viện vào buổi tối mất đi sự ồn ào của bệnh nhân đến khám bệnh, giảm bớt sự oi bức bí bách của thời tiết tháng 9. Uyên thẫn thờ bước đi trong vô thức, đến khi cô dừng chân mới nhận ra bản thân lạc đường. Cô đứng giữa hành lang vắng, ngẩn ngơ, hoang mang. Sức ảnh hưởng của Nghĩa lớn hơn Uyên tưởng. Cô nghĩ mình mạnh mẽ, bản lãnh, không có gì làm bản thân luống cuống. Tình huống nào cũng xử lý trong một nốt nhạc. Hóa ra, đụng đến chuyện tình cảm liên quan người đàn ông mất một quả thận kia, cô cũng chỉ là một phụ nữ bình thường. Thở dài, xoay người tìm về đường cũ. Đột ngột, có tiếng rít the thé như tiếng rắn vang lên ở một ngã rẽ trên hành lang đâm vào tai Uyên. Anh bỏ ngay cái kiểu ghen tuông ngang ngược đó đi. Tôi nói với anh cả trăm lần rồi, tôi không có thích một thằng tọt. Khi anh ta lành lặn, sống chung một nhà, thì tôi cũng không có mê nổi cái loại đàn ông khù khờ, bất tài, vô dụng. Nói chi, hiện tại anh ta từng là một cái thằng vào tù ra tội. Anh nghĩ tôi mắc mù hả, mà cặp kè với anh ta? Anh ta đi tù là vì cứu cô đó, đúng là ăn cháo đá bát. Anh đang là chồng của đứa ăn cháo đá bát này đó. Sao hả? Bây giờ không có ai nên ném bỏ cái bộ mặt trí thức giả tạo rồi hả? Cầm miệng đi, cô đừng có tưởng tôi không có dám đánh cô. Tôi thách anh đụng một ngón tay vào người tôi đó. Tiếng chửi rủa bị thay thế bằng tiếng sột soạt, mút mát. Uyên trợn lớn mắt, dội núp vào tường. Cô đang chứng kiến cái cảnh tượng quái gì đây? Mới giây trước, vợ chồng Ánh Nguyệt thóa mạ nhau, giây sau đã ôm hung thấm thiết. Lần đầu tiên Uyên biết đến cái kiểu quan hệ vợ chồng thế này. Qua lời hóng hách của Ánh Nguyệt, việc Nghĩa không có ngoại tình với cô ta đã được xác minh là thật. Uyên lưỡng lự có nên rời đi trước hay không. Trực giác mách bảo cô nên ở lại nghe lén. Tâm lý chán ghét khiến cô muốn tránh xa cặp vợ chồng này. Tiếng hung mút mát kết thúc, giọng người đàn ông khàn khàn khó nghe. Em nắm bao nhiêu phần trăm việc lấy được lòng tin của con bé? Con nhóc nghèo đói từ nhỏ, chỉ cần cho nó một chút ngon ngọt là dễ dàng nắm được thóp nó ngay. Một con nhóc 8 tuổi làm sao vượt qua được cám dỗ của đồ ăn ngọt, đồ chơi xịn, quần áo mới chứ? Biết đâu, nó sĩ diện giống thằng cha nó, hiến thận và không có thu lấy một đồng một cắc nào. Bọn trẻ con nhà nghèo thường bị ảnh hưởng với tính cách và lối sống của ba mẹ. Chỉ sợ nó thà ăn rơm ăn trạ cũng không có chịu nghe theo người mẹ giàu sang là em đâu. Anh ta đi tù 7 năm, thời gian sống cùng con bé mới được có nửa năm nay. Cái thứ tình cảm chấp giá đó em bẻ gãy mấy hồi.
Anh nghe mẹ nói con bé tên Hiếu Thảo, nhiều khi cái tên ảnh hưởng đến tính cách đó. Anh sợ con bé không có đi theo em. Anh ta tên Hiếu Nghĩa, làm cái gì cũng trọng tình trọng nghĩa, đặt chữ Hiếu lên đầu, kết quả thì thế nào? Không phải chữ Hiếu Nghĩa khiến anh ta trả giá đắt à? Người lớn còn nghe lời răm rắp, nói chi mà con nhãi ranh. Anh nghe mẹ nói em viết cả giấy tự con ký tên đàng hoàng. Chỉ có lũ thất học như anh ta mới tin cái tờ giấy tự con đó có hiệu lực. Dù có kiện lên tòa thì loại giấy tự con này cũng không có hiệu lực pháp lý. Hay là chúng ta sanh thêm một đứa nữa? Sanh cái gì mà sanh? Em đẻ hai đứa rồi. Có phải anh muốn em đẻ liên tục để cơ thể này xồ xề xấu xí, thuận lợi cho anh ra ngoài ăn phở không hả? Chị giỏi nói lung tung thôi à. Anh là lo cho hai đứa trẻ cùng mẹ khác cha đó. Tế bào gốc chưa có chắc phù hợp. Chưa xét nghiệm là sao biết được hợp hay không hợp? Anh đừng có bàn lùi nữa. Không phải anh ta cấm đón em đến gần con bé à? Đợi hôm nào anh ta xuất diện, em sẽ kiếm cớ đến nhà thăm bệnh rồi làm quen con bé. Chỉ cần con bé đến ở với chúng ta thì chuyện gì cũng dễ xử lý. Nó dùng chút tủy đổi lấy cuộc sống đầy đủ, nó cũng đâu có thiệt. Dù sao lượng tủy lấy không có đáng kể, nên nó rất nhanh sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Nói sao thì nói, nó cũng là chị ruột của bé Miu. Nếu em định đi thì nên đưa mẹ đi cùng. Anh ta luôn biết ơn ba mẹ, sẽ không có xua đuổi hoặc làm khó em đâu. Điều anh lo lắng là người phụ nữ tên Uyên kia. Nhìn tương tác của hai người, anh ta rất nghe lời phụ nữ này. Anh ta không có giống kẻ ngu ngốc, rất khó để lừa gạt. Không biết ai là người mời cho ta lên xe, chở tới bệnh viện hả? Còn không phải tại em giấu giếm cái chuyện anh ta có người yêu hay sao? Anh chưa có gặp hai người đó, làm sao mà biết mặt được ai chứ? Được rồi, anh đi lấy điện thoại đi. Em về phòng bệnh của ba đây. Em không có muốn nhìn mặt cô ta. Đối diện một người có ngoại hình giống em cứ thấy ớn lạnh sống lưng à. Vậy đối diện cái con gái ruột thì em có tâm trạng gì? Không có tâm trạng gì hết. Nó giống y xì cái thằng cha nó. Nhìn nó là em lại nghĩ đến cái sự khốn nạn của anh ta. Kể cả anh ta đã chết thì em cũng không có hết hận đâu. Năm đó, nếu không phải vì mang thai thì em đã xuất ngoại du học rồi. Việc học của em bị chậm trễ, điều gì cha con của nó. Được rồi, mọi chuyện đã qua, không cần nhắc tới rồi lại đau lòng. Tâm trạng của em bè bét thế này, còn không phải vì anh cứ hỏi lung tung hả? Tiếng quần áo sột soạt cùng tiếng hung hút lại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Uyên tắt điện thoại, nhanh chân quay về phòng bệnh của Nghĩa. Cô cảm thấy may mắn vì bản thân mới mua thêm cái điện thoại để cho Tú Vi học thêm tiếng Anh online. Khi cô cưỡng ép bà Quy đến nhà Ánh Nguyệt, do vội vàng nên cô nhét luôn hai cái điện thoại vào túi sách. Cuộc nói chuyện của hai người này đã giải thích rõ nguyên nhân Ánh Nguyệt dù đã có chồng nhưng vẫn lả lơ với Nghĩa. Hóa ra đều có mục đích. Cô ta muốn lợi dụng tình cảm cũ của Nghĩa để điều khiển anh. Vậy mà tên Nghĩa khờ khạo kia vẫn nghĩ các cử chỉ thân mật đó là tình anh em. Thông tin mới nghe quá ghê sợ. Cô muốn cùng bàn bạc phân tích để Nghĩa sáng mắt ra. Tiếc là cô mù đường, dòng do rất lâu mới tìm được phòng bệnh của Nghĩa. Đến khi cô đi vào phòng thì hốt hoảng vì nhìn thấy người đàn ông tên Hải đang trò chuyện vui vẻ với Nghĩa. Nghĩa vừa thấy Uyên liền đưa điện thoại cho cô. Anh nói, em có thể quay về nhà đưa ông cháu Thảo về bệnh viện giúp tôi không? Con bé khóc lóc nhất quyết phải vào đây nhìn tôi một cái mới an tâm. Tôi khuyên can không có được. Uyên giật mình kinh ngạc. Cô tin bản thân đã nhìn được ánh mắt sáng quắc của Hải khi nghe được lời nhờ vả của Nghĩa. Tuyệt đối không thể để Thảo gặp Ánh Nguyệt, con bé không có nên vào bệnh viện. Uyên cười lịch sự với Hải rồi nhận điện thoại. Hiện tại đã rất trễ rồi, ông cháu của Thảo vào bệnh viện đến lúc về nhà sẽ rất là khuya, sáng mai nó còn đi học, không có nên thức trễ. Để em gọi lại cho con bé khuyên nhủ nó coi sao. Uyên cố tình nhắc đến Thảo với giọng hiền dịu như một người thân, khiến Hải càng thêm khẳng định Uyên có sức ảnh hưởng lớn trong gia đình của Nghĩa, làm vợ chồng anh ta thêm kiên kỵ. Thảo khóc lóc gian nài Uyên nói tên bệnh viện và phòng bệnh của Nghĩa để ông cháu Thảo chạy tới thăm. Mặc cho Uyên dỗ dành lừa gạt, con bé gan lì
phải gặp được ba Nghĩa mới an tâm đi ngủ. Cuối cùng, Uyên đầu hàng trước nước mắt thương tâm của con bé. Cô quay vào trong phòng, giả bộ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, yên lặng nghe hai người đàn ông trò chuyện. Đề tài nói chuyện của Hải rất rộng lớn, kiến thức sâu rộng, khiến cuộc nói chuyện với Nghĩa không chút nhàm chán. Về sau, Hải thấy Nghĩa mất tập trung, liên tục thúc giục Uyên quay về nhà. Anh ta chủ động tạm biệt và rời đi trước. Uyên nhìn theo đến khi Hải biến mất sau cánh cửa phòng bệnh. Cô kiểm tra chăn gối bệnh nhân, xác định không có cái điện thoại để quên nào. Lúc này, cô mới lấy tờ giấy A4 từ trong ngăn kéo của đầu tủ ra đọc. Sao vậy? Có chuyện gì à? Sắc mặt nghiêm trọng của Uyên làm anh bồn chồn bất an. Đơn từ con của Ánh Nguyệt nghiêm chỉnh đàng hoàng, có đầy đủ chữ ký hai bên và lời đảm bảo của bà Hồng Ánh. Uyên nói ra nghi hoặc. Đây chỉ là một tờ giấy viết tay có chữ ký của bác, Ánh Nguyệt và ba mẹ cô ta. Nếu Ánh Nguyệt lật lọng, vẫn tìm gặp Thảo rồi kiện cáo đòi quyền nuôi con thì sao? Bác nghĩ đến cái việc này chưa? Không có chuyện đó. Ánh Nguyệt đã kết hôn và có một đứa con 3 tuổi. Chú Hải cũng có con riêng lên 10. Em ấy chăm sóc cho gia đình 4 người đã rất cực khổ rồi. Sẽ không có tranh chấp quyền nuôi Thảo với tôi đâu. Trong đầu Uyên hiện ra bộ dạng mỗi lần gặp Ánh Nguyệt là một bộ quần áo thời trang sành điệu. Cô ta có biểu hiện nào giống một người mẹ trằn trọc lo nghĩ cho đứa con mắc bệnh nan y chứ? Uyên tiếp tục hỏi. Ba có biết gì về đứa con chung không? Bác gặp bao giờ chưa? Có chuyện gì à? Xem lại tò mò vậy. Bác cứ trả lời em đi. Con chung của vợ chồng Ánh Nguyệt bị ung thư. Đứa bé nằm bệnh viện quanh năm. Vợ chồng Ánh Nguyệt tốn rất nhiều tâm tư cho đứa nhỏ, sẽ không có còn sức chăm sóc thêm một đứa con khác đâu. Nghĩa rút tờ giấy trên tay của Uyên, nhét trở lại ngăn tủ. Anh nói, ba mẹ nuôi sẽ giữ lời, em đừng có lo lắng. Không phải là em lo lắng. Uyên nhìn một vòng quanh phòng bệnh, kéo cái ghế vào sát mép giường, hạ giọng thì thầm. Em có chuyện muốn nói với bác. Chuông điện thoại của Uyên réo inh ỏi. Thảo gọi điện, sốt ruột hỏi. Cô đi tới đâu rồi? Cô sắp về tới nhà chưa? Cháu và ông đang đứng ngay đầu ngõ. Em Tú Vi đang đứng bên cạnh cháu. Cháu coi em rất kỹ. Uyên trấn an Thảo, nhưng con bé cứ nôn nóng, nài cô nhanh đi về nhà, đưa ông cháu nó tới bệnh viện. Nó nhớ ba Nghĩa, rất muốn gặp ba. Nghĩa không biết được Uyên vừa trải qua chuyện gì, anh hạ giọng, vô tâm nhờ giả Uyên đón ông cháu Thảo vào bệnh viện. Uyên tính toán thời điểm hiện tại, không thích hợp nói chuyện. Cô dự tính đêm nay, khi mọi người đã ngủ, khi sắp xếp ổn thỏa cho Tú Vi, khi trấn an tinh thần của Thảo thật tốt, khiến cô bé yên lòng đợi ở nhà, cô sẽ kể lại những điều nghe lén được. Khi Uyên đưa ông cháu của Thảo vào bệnh viện, tim cô như bị tảng đá đè, vì nhìn thấy ngồi bên giường bệnh của Nghĩa là vợ chồng Ánh Nguyệt. Cô không tin hai người này rảnh rỗi đến thăm hỏi sức khỏe của Nghĩa 3 lần 4 lượt trong một tối. Chắc chắn, người đàn ông tên Hải nghe lõm được cuộc nói chuyện của Nghĩa và Uyên. Canh thời gian đến đúng lúc Thảo xuất hiện. Sự gian xảo toan tính của hai người này làm cho Yên bật công tác cảnh giác. Thảo vào tới phòng bệnh. Trong mắt nó chỉ có ba Nghĩa, người xung quanh đều trở thành không khí. Nó nhào tới bên giường, tiếu tít hỏi han đủ thứ về sức khỏe của Nghĩa. Nghĩa vuốt tóc con gái, kiên nhẫn trả lời từng câu. Ông Phước chậm chạp đi đến cuối đuôi giường, vụng về nắn chân Nghĩa để cảm nhận sự tồn tại của thằng con trai. Ở lúc không có ai chú ý, ông Phước luôn nhìn lén Ánh Nguyệt. Bệnh tật khiến trí nhớ của ông Phước bị hư, ký ức bị tẩy xóa. Rất nhiều người từng xuất hiện trong cuộc đời của ông dần dần biến mất. Ông Phước cảm thấy gương mặt của Ánh Nguyệt rất quen, nhưng nhất thời ông không nhớ được thân phận của cô. Tú Vi sợ sệt, núp sau chân Uyên, tay nắm chặt quần cô, vừa thập thò vừa kéo mẹ đến sát bên giường của bác Nghĩa. Cô bé đến bệnh viện là do không có người lớn trông coi, chứ tình cảm của cô bé dành cho Nghĩa chưa có đủ lớn, chưa đạt đến cái giai đoạn lo âu giống như Thảo.
hành vi ôm ấp sờ soạng của ông Phước, thái độ rụt rè ngớ ngẩn của Tú Vi, bộ dạng quê mùa của người nhà Nghĩa làm cho Ánh Nguyệt xem thường. Hải thúc nhẹ vào người của Ánh Nguyệt, môi cô ta mỉm ra, không có cam lòng điều chỉnh nét mặt. Cô ta cười tươi đi đến gần Thảo. Coi kìa, anh Nghĩa không có giới thiệu hai cô bé dễ thương này cho vợ chồng em quen biết hả? Nghĩa ngẩng đầu khỏi gương mặt của Thảo, nhìn về phía vợ chồng Ánh Nguyệt. Anh rất không vui khi hai người này vẫn ở đây. Hiện tại có nhiều người, anh không tiện nói thẳng thừng đuổi khách. Sắc mặt khó chịu của anh làm cho Uyên hài lòng. Cô ẩm Tú Vi đặt lên mép giường, chắn ngay giữa Thảo và Ánh Nguyệt. Chân Tú Vi đung đưa làm Ánh Nguyệt vướng víu, không thể đi tới bên cạnh Thảo. Uyên nói, Vi à, con cũng hỏi thăm bác Nghĩa đi, hỏi xem ngày mai bác có xuất viện được chưa, để mẹ và chị Thảo đón bác về nhà. Chứ ở trong bệnh viện lâu ngày, đầu bác Nghĩa bị úng nước, chân tay ù lì, quen hơi cơm căng tin, không có nhớ được đường về nhà đâu. Nghĩa bất đắc dĩ nhìn Uyên, anh biết cô đang nói lẫy, cô vẫn chưa tha thứ cho anh việc anh giấu mọi chuyện. Thảo nhanh nhẩu cướp lời Tú Vi. Ba ơi, khi nào ba xuất viện? Ông cháu Thảo và Tú Vi là đi taxi tới bệnh viện cùng với Uyên. Ở trên xe, Uyên đã giải thích tình huống của Nghĩa. Thảo biết ba Nghĩa bị mổ bụng, bị lấy một quả thận để cứu một người lạ khỏi bệnh. Nó không hiểu ý nghĩa của chuyện cứu giúp này. Nó chỉ biết bụng của ba Nghĩa bị dao rạch thủng, mổ banh ra rồi bị kim khâu lại. Hồi nãy ba Nghĩa đã cho nó coi cái vết mổ vô cùng xấu xí. Nghĩa trả lời, 5 ngày nữa. Không thể sớm hơn sao? Không thể đâu con gái à. Ánh Nguyệt chen vô nói thật nhanh như sợ mất cơ hội. Vết mổ của ba Nghĩa phải theo dõi thêm vài ngày. Ba cháu trong bệnh viện là để thuận lợi cho bác sĩ kiểm tra quá trình hồi phục của vết mổ đó. Ánh Nguyệt mỉm cười hiền lành, nghiêm chỉnh đứng tại chỗ, không tỏ ra xung xoe đến gần Thảo. Ánh mắt của cô ta dừng trên gương mặt nhỏ nhắn của Thảo, lòng thầm nhủ con bé này quá giống thằng cha nó, tìm tòi thế nào cũng không có lấy một nét của nhà ngoại, đúng là không thể yêu thích được. Thảo không biết được sự suy nghĩ của Ánh Nguyệt, nó nhìn cô ta với ánh mắt không có thoải mái. Cô này là ai? Sao cứ chen vào cuộc nói chuyện của nó và ba Nghĩa vậy? Mất một lúc, ký ức của Thảo mới mở cửa, nhắc nhở nó đã từng gặp Ánh Nguyệt ở đâu. Liếc qua Uyên đang đứng bên cạnh, nhạy cảm phát hiện tâm trạng của Uyên không có được vui. Nó nhớ đến chuyện nói chuyện đêm khuya giữa hai cha con. Nó từng hỏi ba Nghĩa thích cô nào hơn. Bây giờ nó tự trả lời bằng cái khịt mũi giận hờn. Cháu có quen cô đâu. Cô đừng có gọi cháu là con gái. Cháu không có mẹ. Cháu không có thích cách gọi này. Ánh Nguyệt thẹn quá, quá giận. Ngoài mặt vẫn phải bảo trì cái nụ cười lịch sự tươi tắn. Cô ta hơi khom người cười với Thảo. Cháu đừng có giận, là cô sai, cho cô xin lỗi nghe. Cháu có nhớ lần gặp trước của chúng ta không? Cô tên Ánh Nguyệt, là em gái của... Ánh Nguyệt. Nghĩa lạnh lùng cảnh cáo. Người nhà của anh đã tới rồi, cô chú có chuyện gì thì để ngày mai nói đi, bây giờ anh không có tiện tiếp khách. Lời đuổi khách thẳng thừng làm mặt của Ánh Nguyệt đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị Nghĩa đối xử thô lỗ như vậy. Cô ta nhìn cái vẻ mặt bực bội của Nghĩa, nhún nhường nói. Em chỉ chào hỏi cháu Thảo thôi mà, dù sao anh và ba còn nằm bệnh viện mấy ngày, em và cháu Thảo cùng vào bệnh viện chăm sóc người thân, sẽ có lúc đụng mặt nhau, cũng không có thể tỏ ra xa lạ, không có chào hỏi lấy một câu chứ. Nghĩa gạt đi. Không cần, Thảo bận học sẽ không có vào bệnh viện. Con đi học 3 ngày thôi mà, tối con làm xong bài tập sẽ vào chăm sóc ba. Nghĩa nặng giọng quát khẽ. Thảo! Tú Vi giật mình sợ hãi trước tiếng quát của Nghĩa. Cô bé nhảy xuống giường, chạy đến sát bên chân Uyên. Lúc này, sắc mặt của Uyên cũng tối đen như mặt Nghĩa. Ánh mắt cô nhìn về phía Ánh Nguyệt đã xuất hiện tia căm ghét. Nếu không phải có hai đứa trẻ ở đây, nơi này không phải phòng bệnh đông người, cô sẽ tát thẳng vào gương mặt giả tạo của con Ánh Nguyệt.
Tay Uyên siết chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế tính tình nóng nảy của mình. Hải thấy không khí không tốt, lén kéo áo Ánh Nguyệt, ra hiệu cô ta nên biết điểm dừng. Ánh Nguyệt được chiều chuộng quen thói, cô ta tự tin vào tính cách ngay thẳng, thói quen nghe lời của Nghĩa. Càng bị ngăn cản lại càng hiếu thắng. Cô ta nhất quyết không thỏa hiệp, không để lời nhắc nhở của Nghĩa vào trong mắt. Cô ta hỏi Thảo. Thảo biết nguyên nhân ba Nghĩa nằm bệnh viện là gì không? Là vì cứu một người lạ. Thảo gật đầu, hai mắt sáng lên khi nói. Lời thành thật ngây ngô của Thảo rơi vào tai toàn bộ người lớn đang có mặt, lại mang theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Ánh Nguyệt quen với việc đeo mặt nạ, giọng nói của cô ta vẫn bình dị, dễ gần, mang theo tia dỗ ngọt. Đúng vậy, ba Nghĩa của cháu đã cứu mạng một người. Thảo có muốn biết quả thần của ba Nghĩa được tặng cho ai không? Có muốn gặp người đã được ba Nghĩa cứu không? Nguyệt, đủ rồi. Nghĩa quát Ánh Nguyệt cùng lúc câu hỏi tò mò của Thảo vang lên. Người được ba cháu cho thận cũng nằm ở bệnh viện này hả? Ánh Nguyệt gan lì nói. Đúng vậy, cháu có muốn đi gặp không? Nghĩa tức giận, thả chân xuống sàn, muốn đứng lên. Uyên hoảng hốt chồm qua vai ấn anh xuống. Bác làm gì vậy? Coi chừng động đến vết mổ. Anh gạt tay Uyên, vòng tay qua bụng Thảo, kéo cô bé về phía sau. Thảo ngẩng đầu nhìn Nghĩa, khó hiểu trước vẻ hầm hừ khó chịu của ba. Hình như ba không thích nó nói chuyện với cô Ánh Nguyệt. Thảo nuốt nước miếng, kiểm chứng suy đoán bằng một câu hỏi. Nếu ba cháu cứu người khác khỏi bệnh, thì họ phải tự đến đây để mà cảm ơn ba cháu chứ. Tại sao cháu phải đi xem họ? Người nói vô tâm, người nghe để bụng. Mặt Ánh Nguyệt tái mét, mọi ánh mắt dừng trên người của cô ta, phán xét và trào phúng. Cô ta không hài lòng vì Nghĩa xua đuổi, thấy bất mãn vì Thảo không có biết điều. Một người là anh trai, một người là con ruột, cả hai cùng làm cô ta bẻ mặt. Bao nhiêu kiên nhẫn và lễ độ được dạy dỗ đều bị tức giận che mờ. Cô ta thở phì phì, trả lời trái với lương tâm. Đó là vì người được ba Nghĩa của cháu cứu giúp vẫn chưa có khỏi bệnh, không có đủ sức đến đây cảm ơn đó. Cháu cũng không có muốn gặp người lấy mất một quả thận của ba cháu đâu. Thảo thấy phiền chán khi phải đáp lời Ánh Nguyệt. Cô này thật kỳ cục. Không có quen biết cái gì mà cứ nói chuyện với nó là sao chứ? Chiếm hết thời gian, không cho nó tập trung nói chuyện với ba Nghĩa. Cháu... Uyên chen ngang. Tại sao cô cứ chấp nhất cái chuyện đưa Thảo đi gặp ba của cô vậy? Lúc này, cô đã ép được Nghĩa ngồi đàng hoàng trên giường. Bên cạnh là Tú Vi đang lẳng lặng nghe người lớn nói chuyện dù không có hiểu cái gì. Sức khỏe của ba em khỏe lên đều là nhờ anh Nghĩa cho thận. Mấy hôm nay anh ấy nằm bệnh viện khiến cháu Thảo lo lắng và sợ hãi. Ba em rất áy náy chuyện này. Ông chỉ muốn gặp Thảo tự mình nói xin lỗi với cô bé. Chứ không phải cô muốn lừa gạt, đem Thảo rời khỏi ánh mắt của anh Nghĩa rồi trụng trộm đưa cô bé đi làm xét nghiệm hả? Nghĩa sửng sốt hỏi. Xét nghiệm cái gì? Chợt thấy vẻ mặt xanh mét của Ánh Nguyệt, liền có dự cảm không tốt. Hải kéo tay Ánh Nguyệt và nói. Được rồi, em đừng có quấy rầy anh Nghĩa trò chuyện với người nhà nữa. Chúng ta qua phòng ba để thay ca cho mẹ thôi. Đó, anh không nhắc là em quên luôn. Thôi, anh Nghĩa nghỉ ngơi đi, mai em lại qua thăm anh. Ánh Nguyệt biết khôn, đổi giọng lịch sự. Hai người không biết tôi sắp sửa cho anh Nghĩa coi cái gì à? Liên quan đến chuyện xét nghiệm đó. Uyên đụng định nói. Ánh Nguyệt hoảng loạn, lời nói xíu lại khó nghe. Có phải chị hiểu lầm gì rồi hay không hả chị Uyên? Đây là lần thứ hai em gặp chị. Chúng ta nói với nhau không tới 10 câu. Có cái gì mà... Thảo, cháu ở đây coi ba nghe. Uyên không bận tâm lời của Ánh Nguyệt. Cô dắt ông Phước và Tú Vi đi ra khỏi phòng. Cô sắp xếp hai người ngồi ở hàng ghế đợi ngay sát cửa phòng bệnh. Tú Vi quá nhỏ, không cần thiết nghe chuyện xấu của người lớn. Ông Phước mắc bệnh, đầu óc lơ mơ và cơ thể mới khỏi bệnh, còn rất yếu, không thích hợp biết sự thật. Dựa vào lời kể của Nghĩa, Uyên biết ông Phước dồn rất nhiều tình cảm cho Thảo. Cô muốn chuyện về Thảo sẽ do Nghĩa nói với ông.
Quay trở lại phòng bệnh, Uyên nhìn qua tình huống ở bên giường Nghĩa. Nghĩa ngồi trên giường, hai chân thả xuống sàn. Ai tình ý sẽ nhận ra cơ thể của anh đang căng thẳng, dai gồng cứng như đang lo sợ điều gì đó. Thảo đứng bên cạnh ba Nghĩa, ôm chặt ba và nhìn Ánh Nguyệt đầy đề phòng. Mặt Hải tối sầm vì không khuyên được Ánh Nguyệt rời đi. Cô ta gan lì đứng ở cuối giường, trừng mắt nhìn Nghĩa đầy bất mãn. Bị hai cha con Nghĩa làm bẻ mặt không chỉ một lần, lại bị Uyên thách thức, tâm trạng của cô ta hiện tại rất xấu. Trạng thái đầy thuốc súng của người nhà Nghĩa làm cho bệnh nhân trong phòng để ý. Vài người giả bộ tiếp tục trò chuyện, tai giỏng lên hóng hớt. Thảo vừa thấy Uyên, nét căng thẳng trên mặt nó dần tan. Nó không nhận ra bản thân đang ỷ lại và tin tưởng Uyên, việc mà nó không có bao giờ làm với người khác, trừ ba và ông nội. Uyên cầm bàn tay, vẫn luôn bám chặt vào mép giường của Nghĩa, trịnh trọng nói. Em biết anh giấu Thảo vì sợ con bé còn nhỏ, chưa thể hiểu và khó tiếp xúc sự thật. Nhưng mà anh giấu một ngày, một tháng, 8 năm hay giấu một đời, thì với những người nhỏ nhen ác độc, họ vẫn có cách phơi bày sự thật ra cho Thảo biết. Thay vì để Thảo nghe sự thật từ người ngoài, anh hãy chủ động nói với con bé. Không, em không được nói. Chuyện này dừng ở đây thôi Uyên à. Nghĩa siết chặt tay Uyên, hoảng loạn cầu xin cô. Anh không dám cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ của con gái. Anh sợ bản thân sẽ phải đối diện cái tia ghét bỏ, hận thù trong đôi mắt trong veo. Anh là một người cha tốt, nhưng lại là một cái thằng ngu, dễ dàng bị người khác xỏ mũi. Nếu anh cứ ôm khư khư một cái thiệt thòi về bản thân, sự bảo vệ mà anh cho là tốt nhất sẽ quay ngược, cắn trả anh, làm hại Thảo đó. Uyên xoay tay, túm cổ tay của Nghĩa, nghiến răng bóp chặt, bẻ gãy lời phản đối đã tới miệng của anh. Cô gằn giọng. Anh cần biết sự thật để bảo vệ con gái, và cháu Thảo cần biết sự thật để cùng anh bảo vệ gia đình. Uyên dứt khoát mở điện thoại thật nhanh, phát lại cuộc nói chuyện trên hành lang vắng của vợ chồng Ánh Nguyệt. Lúc đầu, cô muốn nói riêng với Nghĩa về bí mật nghe lén được. Sau đó, cô lại muốn tìm một nơi riêng tư, có vạch mặt âm mưu thâm độc của vợ chồng Ánh Nguyệt cũng sẽ không có làm cho Thảo phải xấu hổ khi biết được thân thế của mình. Cuối cùng, khi cô nhìn thấy Nghĩa báo hiếu ba mẹ nuôi một cách mù quáng, nhân từ và dung túng cô em gái nuôi một cách không có giới hạn, nhìn thấy Ánh Nguyệt quá trơ trẽn, luôn tìm cách lừa gạt Thảo, Uyên đã ném sạch sự nhẫn nại ít ỏi của bản thân. Cô muốn hung hăng tát Nghĩa bằng cái bản ghi âm để anh nhìn thẳng vào gia đình 5 lần 7 lượt lợi dụng anh. Anh muốn bảo vệ Thảo hay anh hèn nhát không dám đối diện sự thật? Uyên sẽ bắt anh phải bước ra khỏi cái vỏ ốc, tự đương đầu với khó khăn. Bản ghi âm chưa phát hết đã bị Ánh Nguyệt nhào tới cướp cái điện thoại. Động tác của cô ta thô lỗ đến mức cào rách tay Uyên. Nghĩa bật dậy, hất mạnh cô ta theo phản xạ, rồi muốn bảo vệ Uyên. Hải xông tới đỡ lưng Ánh Nguyệt từ đằng sau, cánh tay còn lại vung thẳng vào mặt của Nghĩa. Nghĩa chặn cú đấm bằng một tay. Anh dặn ngược cổ tay Hải, làm anh ta gào thét đau đớn. Uyên ôm lấy người Nghĩa, bực bội mắng. Bác động tay động chân làm cái gì hả? Muốn chết mổ bục chỉ rồi nằm ăn dạ trong bệnh viện sao? Cái loại rác rưởi này mình em đối phó là được rồi. Hàng loạt động tác tranh chấp đánh người diễn ra trong vài giây. Bệnh nhân và người nhà chung phòng bệnh chỉ há hốc miệng mà nhìn. Đây là chuyện gì? Sao lại có người giả giọng vợ chồng em nói năng nói cuội gì vậy hả? Ánh Nguyệt vẫn mạnh miệng cãi. Tôi tình cờ gặp hai người trên hành lang, tiện thể trong tay cầm cái điện thoại nên ghi âm lại. Thật hay giả, không phải người rõ ràng nhất là hai người sao? Là chị tạo bằng chứng giả để anh Nghĩa nghi ngờ, xa lánh gia đình tôi. Chị thật quá đáng. Chị giống tôi đến 7 phần không phải lỗi của tôi. Anh Nghĩa coi chị là thế nhân, càng không có liên quan tới tôi. Tại sao chị kéo tôi vào cái chuyện của hai người? Uyên bật cười trào phúng. À, là ai? Ai đã cho cô sự tự tin khi nói những lời vô sự này vậy? Là ỷ vào việc chồng cô sẵn sàng vui vẻ để cô đứng núi này trong núi nọ, hay ỷ vào cái chuyện anh Nghĩa chỉnh diễn cưng chiều vợ của gã đàn ông khác?
Mặt Ánh Nguyệt đanh lại vì nhục nhã. Cô ta giật tay khỏi cái kéo tay nhắc nhở của Hải. Mặt Hải tím tái vì cơn đau buốt ở cổ tay. Ánh mắt xăm soi xung quanh làm anh ta thấy ô nhục. Bây giờ còn bị Ánh Nguyệt xem nhẹ sự nhắc nhở của bản thân. Anh ta phát cáu, vẻ ngoài lịch lãm tri thức nứt vỡ, lộ ra cái bản chất nóng nảy cục xúc. Anh ta đập mạnh vào lưng Ánh Nguyệt quát tháo. Đi về! Cô còn chưa ngại mất mặt hả? Ánh Nguyệt lảo đảo về phía sau. Sau cái cú đánh thô lỗ, cô ta rít lên. Anh thích thì về đi. Em phải ở đây giải thích rõ ràng. Không thể để bản thân bị vu khống, gieo cái tiếng oan về được. Nước mắt xuất hiện trên viền mi của Ánh Nguyệt, nhanh như một nốt nhạc. Cô ta thổn thức nói. Anh Nghĩa, anh phải tin em. Chúng ta là người nhà. Làm sao vợ chồng em dám làm cái chuyện có lỗi với anh được? Chắc chắn cái bản ghi âm này là có người dàn dựng. Uyên so cánh tay nổi đầy da gà mà nói. Ý cô là tôi bày trò để hãm hại cô à? Nếu sự thật không có đúng như bản ghi âm, thì tương lai đứa con thứ hai của cô phát bệnh, cô cũng đừng có tìm Thảo, được chứ? Thảo là chị thằng bé, nó giúp em trai không, không có đến lượt người ngoài như chị Quảng. Ánh Nguyệt gầm lên, đã tới nước này cô ta cũng không có muốn diễn kịch. Uyên là người nhà của tôi, em ấy hoàn toàn có quyền quản mọi việc trong gia đình, bao gồm con cái. Nghĩa có việc cố kỵ trong lòng, nên luôn không có nặng lời với Ánh Nguyệt. Hiện tại, Uyên ném sự thật vào mặt anh, cái tát đau đến tỉnh người. Uyên nói đúng, anh càng hèn nhát thì càng không thể bảo vệ gia đình mình. Cô ta là cái tá gì mà dám quản con gái ruột của tôi, hả? Ngay cả anh, một thằng cha nuôi cũng không có quyền cấm con bé biết sự thật về ba mẹ ruột. Ánh Nguyệt khoanh tay trước ngực, hất đầu ngạo nghễ, giọng nói cao vút, văng vẳng khắp phòng bệnh. Tôi tính thực hiện đúng như giấy cam kết, nhưng cô nhân tình nhỏ bé của anh quá ác độc, gieo tiếng xấu cho tôi. Tôi cần phải quái gì mà phải lo nghĩ cho tâm trạng của anh chứ? Ánh Nguyệt bước tới, nhưng bị Uyên đẩy mạnh vào ngực, khiến cô ta không thể đến gần Thảo. Cô ta phủi áo, nghiêng đầu, cười tươi tắn với gương mặt mờ mịt của Thảo. Đôi môi đỏ chót cong lên, nhẫn nha nói từng tiếng. Thảo, mẹ chính là mẹ ruột của con, và người mà con luôn gọi là cha. Sắc mặt của Nghĩa trầm xuống, anh đặt tay lên vai Thảo, nhìn chằm chằm vào Ánh Nguyệt. Cô ta thong thả chỉ ngón tay vào mặt Nghĩa, nhếch khóe miệng như kẻ chiến thắng khi nói. Chính anh là kẻ giết chết cha ruột của con bé. Uyên giật mình, đến lúc này cô mới chợt hiểu tại sao Nghĩa không muốn cho Thảo biết sự thật. Nghĩa nghĩ cho tâm trạng Thảo là sự thật và anh hèn nhát không dám cho con gái biết anh chính là hung thủ giết chết cha ruột của Thảo cũng là thật. Cô vẫn luôn đứng ở vị trí người ngoài để nghe câu chuyện. Cô nổi giận vì Nghĩa để gia đình ba mẹ nuôi lợi dụng. Cô tức giận vì anh không tỏ thái độ dứt khoát với cô em gái nuôi. Nhưng cô chưa từng đặt mình ở vị trí anh để hiểu lý do anh muốn giấu giếm sự thật. Anh thương Thảo, sợ hãi việc con gái sẽ hận anh. Nghĩ đến đây, cô thấy đau lòng cho Nghĩa. Phòng bệnh xôn xao, nhiều ánh mắt hoang mang sợ hãi khi nghe đến chuyện giết người. Gia đình bệnh nhân của giường bệnh cuối cùng vẫn luôn tranh cãi moi móc việc xấu trong nhà. Hóng chuyện là bản tính của con người, nhưng hóng chuyện của kẻ giết người lại là việc hiếm gặp. Có người lén rút điện thoại ra để quay phim. Hải là người sĩ diện, công việc của anh ta cần mặt mũi, không thể để bản thân xuất hiện trên báo mạng. Anh ta cương quyết lôi Ánh Nguyệt rời đi, không cho cô ta tranh cãi hơn thua với Uyên và Nghĩa. Chuyện xảy ra hôm nay làm kế hoạch đã chuẩn bị cẩn thận bị bung bét, anh ta quyết định đi tìm ba mẹ vợ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Giọt Thương, tác giả Kha Nguyên,
Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 15.